tô đó ở các cái hình ảnh, các cái góc độ khác nhau. Và như vậy cho chúng ta đánh giá toàn diện hơn về mặt điện học của trái tim chúng ta. Bây giờ về phương pháp đọc điện tâm đồ. Trước khi đọc điện tâm đồ thì chúng ta cần phải nắm vững tuổi và giới tính cũng như chẩn đoán lâm sàng của bệnh nhân. Ngoài ra chúng ta cần phải biết khổ người gầy hay béo, cao hay thấp. Bệnh nhân có đang dùng các cái thuốc trợ tim, các thuốc chống rối loạn nhịp tim dài ngày hay không? Ví dụ như có dùng Digitalis, có dùng Quinidine, dùng Cortadone hay một số thuốc chống rối loạn nhịp khác hay không? Bởi vì những cái thuốc này nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng đến hình dạng các sóng trên điện tâm đồ. Chúng ta cần kiểm tra kỹ thuật ghi điện tâm đồ nhằm phát hiện cái điện tâm đồ bị ghi sai, như là mắc nhầm điện cực, định chuẩn không tốt, và xem tốc độ ghi điện tâm đồ ở tốc độ nào. Chúng ta phải đánh giá xem là nhịp tim đó là nhịp gì, nhịp xoang hay không xoang. Nếu như không xoang thì có những rối loạn nhịp tim gì. Chúng ta phải tính tần số của tim. Trong trường hợp có block nhĩ thất thì chúng ta phải tính tần số nhĩ riêng, tần số thất riêng. Sau đó chúng ta tính trục điện tim và góc alpha. Để đánh giá điện tim, chúng ta phải phân tích hình dạng các sóng. Khi phân tích hình dạng các sóng thì chúng ta phải đọc đồng thời ở tất cả các chuyển đạo thông dụng, tức là 12 chuyển đạo. Trong đó chúng ta lần lượt đánh giá. Thứ nhất là sóng P, chúng ta xem B cao hay là biên độ của nó là bao nhiêu mm. B rộng, tức là thời gian, nó bao nhiêu mini giây hay bao nhiêu phần trăm giây. Hình dạng của nó âm hay là dương, hay là hai pha, có móc hay không có móc, vân vân. Chúng ta đo cái khoảng PQ xem nó dài bao nhiêu, để xem khoảng PQ đó là bình thường hay ngắn hay dài, vì nhiều cái bệnh lý của hệ dẫn truyền sẽ phản ánh qua cái thời gian khoảng PQ hay là thời gian dẫn truyền từ nhĩ xuống thất. Chúng ta phân tích phức bộ QRS, phân tích về cái biên độ, phân tích về thời gian chung và riêng của từng sóng, nhất là các cái sóng Q. Vì những cái sóng Q bệnh lý thì thời gian của sóng Q là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá sóng Q đó là bệnh lý hay không bệnh lý. Chúng ta phải tìm cái mối liên hệ giữa sóng P và phức bộ QRS. Đặc biệt là trong các cái rối loạn nhịp tim thì cái mối liên hệ giữa P và QRS sẽ trả lời được rất nhiều những cái vấn đề rối loạn nhịp tim. Đó là gì? Về đoạn ST thì chúng ta đánh giá xem là đoạn ST có chênh không? Chênh lên hay chênh xuống, mức độ chênh bao nhiêu, chênh lên kiểu gì đều rất quan trọng. Sóng T, chúng ta xem hình dạng của nó là dương, âm hay hai pha, biên độ nó là bao nhiêu. Và cuối cùng chúng ta xem cái khoảng QT, tức là cái thời gian từ khởi đầu của sóng Q cho đến kết thúc của sóng T dài bao nhiêu. Và sau khi đã phân tích tất cả những cái vấn đề trên, chúng ta đưa ra cái kết luận cuối cùng về chẩn đoán trên điện tâm đồ, tức là về các tổn thương cơ tim, các rối loạn nhịp tim, vân vân. Đây là sơ đồ cho chúng ta thấy một cái chu chuyển tim. Chúng ta thấy các sóng P, chúng ta đo biên độ, thời gian, rồi cái khoảng
Quy, PQ hay là PR đánh giá truyền đạt từ nhĩ xuống thất. Phức bộ QRS thì chúng ta hay đo thời gian chung của phức bộ QRS cũng như thời gian riêng của từng sóng, đặc biệt là sóng Q. Đây là đoạn ST. Chúng ta từng xem nó có chênh so với đường đồng điện hay không, chênh lên hay chênh xuống và mức độ chênh bao nhiêu và cái kiểu chênh như thế nào. Đây là sóng T. Chúng ta cũng xem sóng T đó dương hay âm. Đấy. Và hình dạng của nó là sao. Và chúng ta không quên đo cái khoảng QT. Đây là cái khoảng QT, tức là khởi đầu của sóng Q đến kết thúc sóng T. Còn trong trường hợp không có sóng Q thì chúng ta đo từ khởi đầu của sóng R cho đến kết thúc của sóng T. Khi đọc điện tâm đồ, một vấn đề quan trọng là người thầy thuốc cũng cần phát hiện các sai lầm khi ghi điện tâm đồ. Bởi vì ghi điện tâm đồ, trong một số trường hợp, các kỹ thuật viên có thể mắc những cái sai lầm khi làm điện tim. Và các cái sai đó thường hay gặp là, thứ nhất là mắc sai dưới tay, có nghĩa là điện cực ở tay phải thì lại gắn sang với tay trái, và ngược lại tay trái thì sẽ gắn sang tay phải. Khi đó điện tâm đồ sẽ bị thay đổi, đặc biệt là ở các chuyển đạo ngoại biên. Trong đó ở D1 thì các sóng sẽ đều âm tính, nhất là chúng ta thấy P mà âm ở D1 thì cái đầu tiên chúng ta phải xem có phải mắc sai dây tay hay không. Và cũng do mắc sai dây tay, khi đó hình ảnh điện tim ở D2 sẽ trở thành D3, và ở chuyển đạo 3 hay D3 cũng sẽ trở thành D2. Và tương tự như vậy, hình ảnh điện tim ở chuyển đạo AVR sẽ trở thành điện tim của chuyển đạo AVL, và ngược lại hình ảnh điện tim ở AVL sẽ trở thành hình ảnh điện tim của AVR. Còn các chuyển đạo trước tim thì không chịu ảnh hưởng của cái hiện tượng mắc sai dây tay, cho nên nó vẫn bình thường. Ví dụ như sóng P nó vẫn dương ở V5, V6 bình thường. Cái sai lầm thứ hai là đặt điện cực trước tim bị nhầm thứ tự các chuyển đạo. Ví dụ như là V2 sang V3 hoặc V2 sang V5 vân vân. Thì cái này cũng đã thường xảy ra, và người thầy thuốc đọc điện tim phải cố gắng phát hiện ra. Cái thứ ba là có thể đánh dấu và viết nhầm tên chuyển đạo nọ với chuyển đạo kia. Những cái này thường xảy ra nếu như máy điện tim thường là một cần như ở trước đây. Thế còn bây giờ đa số các cái máy điện tim là từ 3 cần hay 3 chuyển đạo hoặc là 6 chuyển đạo, và máy tự ghi các cái tên chuyển đạo lên thì ít xảy ra. Và một cái hiện tượng nữa cũng có thể nhầm là dán nhầm thứ tự các chuyển đạo, thì cũng thường xảy ra khi chúng ta làm điện tim đồ một cần, sau khi cắt và dán thì cũng có thể là nhầm thứ tự các cái chuyển đạo. Còn với các cái điện tâm đồ nhiều cần thì hiện tượng này có lẽ cũng không xảy ra. Để đọc được điện tim tốt, một điểm các cái người thầy thuốc cần lưu ý là chúng ta thuộc cái hình dạng bình thường của 12 chuyển đạo. Bởi vì cái vấn đề này rất quan trọng. Chúng ta sẽ thấy được khi nó thay đổi, nó có bất thường một cái, thì người đọc điện tâm đồ sẽ dễ dàng nhận ra những cái thay đổi đó. Chính vì vậy, người thầy thuốc khi học điện tâm đồ thì cần nắm vững điện tâm đồ bình thường ở 12 chuyển đạo, cũng như thuộc cái hình dạng của nó ở 12 chuyển đạo bình thường. Khi đọc điện tâm đồ thì chúng ta có một số lưu ý là một số cái quy luật về các sóng ở trên điện tâm đồ bề mặt. Đó là cái định luật Eindhoven. Đó là tổng biên